Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game là Tân Thiên Hạ nha anh em. Đó, một con game mà rất là nhiều người mê nha. Đây, bản này là Việt hóa full nha anh em. Đó, ngon lành chưa? 4 lá nhân vật nha. Việt hóa nè, phong chữ đẹp nha, phá quân nè. Đó, sắc nét từng ly từng tí luôn. Rồi, thiên sát này nha. Đó, chữ gì tung hoành ngang dọc. Đấu vạn hùng sư. Đó, ở đây là cầm sát nè. Wow, bài ló nội y nha. Đây là huyết cầm. Ghê, mặt cung nè. Hôm nay chắc chúng ta sẽ test con mặt cung quá. Đây, mặt cung gì à? Lâm ám tảo kinh phong, tướng quân dạ dẫm cung. Dạ dẫm là sao? Dạ dẫm mà là dạ dẫn gì đó. Nhưng mà ok, vô game nè. Thì lần đầu anh em vào game thì nó sẽ có tình trạng là vào hơi lâu nha. Vì nó lót cái tài nguyên á. Đó, nên là nó vào hơi bị lâu ha, anh em thông cảm nha. Đó, đang vào. Game hơi lâu nha, đó. Thì có khi thì nó chạy như vậy khoảng 3-4 phút nha. Anh em ráng chờ nha, tại vì đồ họa nó khá là nặng. Khá là nặng nên là khá là đẹp ha. Chơi game rất là phê luôn. Và con này là free rất là nhiều luôn nha. Thì trong khi mà chờ đợi thì chúng ta qua bên thông tin server đi ha. Đây, thông tin server đó. Tân Thiên Hạ nè. Đó, rồi game nhập vai chiến quốc chân thực trên Mobi nha. Up bên máy chủ mới luôn nè. Đó, có máy chủ mới cho anh em đua top luôn. Nhiều anh em là cứ hỏi là anh Heo ơi, chừng nào có server mới này nọ, chừng nào có game server mới này nọ để đua top ha. Đây, up bên server Hoàng Sơn nha. Vào lúc 11 giờ ngày 12 tháng 11 nha anh em. Đó. Rồi, duy nhất server duy nhất có free EOS vĩnh viễn nha. Đó. Có EOS vĩnh viễn nha anh em. Đó, nhiều anh em là EOS yêu cầu Heo là làm về những con game mà có EOS cho anh em chơi ha. Rồi, đây là con Tân Thiên Hạ free EOS nha. Free EOS vĩnh viễn luôn. Thay vì bỏ tiền mua thì đây là nó free. Đó, free EOS vĩnh viễn. Và được một cái nữa đó là Việt hóa nha, Việt hóa full nha anh em. Đó, đây có free VIP 15 nè. Đó, free kim nguyên bảo nè. Đó. Rồi đây là tham gia sự kiện nhận quà này nha. Đó, phần quà bây giờ là trị giá là 3 triệu 500 ngàn Việt Nam đồng luôn. Đồ, kỳ này là chúng ta sẽ được hình tượng mảnh 120. Đó. Rồi thiên gì? Thiên chon hân thần bảo rương hả, nhân 30, hình tượng kỹ năng hợp quà nhân 4 nha. Và khởi tạo nhân vật thì được VIP 15 và đây nhiêu ạ, 2, 4, 6 đô, 6.6 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Wow, ngon nha. Còn đây là Heo đang chơi ở cái server cũ, vì cái server mới nó chưa có mở nha. Đúng 11 giờ ngày 12 tháng 11 thì nó mới mở nha anh em. Còn đây là trang chủ nè. Đó. Cái gì có hoàn trả gấp trăm nữa hả? Ghê hả? Đây, tải game nè, bấm vào ha. Đó, ở đây có EOS nè. Đó, cho anh em nào EOS chơi nha. Rồi, đó. Đẹp không? Trời ơi, đồ họa đẹp. Quá đẹp, còn đầu gì nữa anh em. Đó, ghê không? Bay lượn rồi như là chim vậy. Rồi đầu vô thì chúng ta sẽ được free VIP 15 nha, như là quảng cáo luôn. Còn server này server cũ hơn nên là chắc nó free sẽ kim nguyên bảo sẽ ít hơn, nhưng mà hy vọng đi ha. Rồi ok, sử dụng hết nè, mua nè. VIP 15 là được nhận luôn quà VIP nha anh em, không cần mà phải tốn tiền mà bỏ tiền ra mua như những con game khác luôn. Đó, ok, đầm nè, ung thư gì nè, rồi tùm lum hết. Mở túi lên xem coi nó phi cái gì đây. Đó. Tạo nhân vật vào là chúng ta sẽ được 6.666.666 kim nguyên bảo nha.
ngon lành, nhiều ông bảo là có 6 triệu mấy sao mà làm ăn được gì đúng không? Ok, bây giờ anh em cứ heo heo ha, heo heo đi, đừng có bỏ đi đâu hết á. Làm nhiệm vụ ha, làm nhiệm vụ, tí lên nhiệm vụ thì anh em sẽ biết được là game nó phi cái gì nữa à. Đó, nhiệm vụ rất là đẹp luôn. Bồ câu ha đi luôn, thay vì bồ câu ha đi thì đây là chim ha. Đó, quái hú đã xuất hiện, đó, quái hú đã xuất hiện. Rất là nhiều người đánh chung với chúng ta ha. Nói chung thì game thì anh ơi em đồ chơi rất là đông ha. Anh em thấy là hồi nãy giờ có nhiều ạc mới vào chơi dữ lắm nha. Đó. Nên là server là hôm bữa là boss là không ăn lỗi luôn á. Bây giờ là heo đang quay video vào lúc khuya ha, để tránh cái tình trạng là chúng ta không có boss để mà ăn. Cái này là game này là boss là phi cũng khá ok nha. Boss ra kim nguyên bảo không khóa luôn á. Đó. Mà nghe nói đâu là kim nguyên bảo đó là kim nguyên bảo nạp luôn á nha. Còn anh em nào không tin thì chúc chúng ta sẽ xem nha. Đó 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 đó. Giờ để làm nhiệm vụ trước cái đây. Đó quá trời luôn kìa. Anh em vẫn vào chơi rất là đông nha. Đồ bắn ra cái gì quả cầu hả? Thỏm mà heo không có để ý cái kỹ năng của em đó ha. À còn code nữa nha. Đó anh em nhớ làm theo hướng dẫn của event để mà có code nha. Code rất là VIP luôn, trị giá tới 3 triệu rưỡi lần đó, 3 triệu 500 ngàn. À, bây giờ mình hỏi admin coi bây giờ mình không lấy code giờ làm xong nhiệm vụ mình lấy tiền được không ta? Đổi ra tiền mặt lấy đi. À, ước gì mà ở ngoài mà được 3 triệu rưỡi, chơi game cái được 3 triệu rưỡi vậy đỡ biết mấy. Đồ có cánh chim không mỏi nữa kìa, ngon lành chứ vậy. Má làm nhiệm vụ hơi lâu nha, hơi quạo nha. Đó đó đó, người chơi rất là tấp nập luôn kìa đó. Bây giờ heo quay là đang là để mở đồng hồ cho anh em xem nè. Đó, đang là 10:54 á. Là gần 12 giờ đêm rồi đó, gần 11 giờ đêm rồi đó mà ta nói còn quá trời anh em chơi luôn. Thường là mấy con game lậu là giờ là anh em nghỉ hết rồi mà con này là giờ là còn chơi là anh em biết rồi đó. Huy rất là nhiều, nói chung là trên quái vẫn ra kim nguyên bảo không cần nạp này nọ luôn mà. Admin là server này là chơi bạo lắm. Rồi bây giờ để heo chạy nhiệm vụ một tí rồi xong rồi chúng ta ăn code này nọ nha. Khi chạy nhiệm vụ thì nó cũng hơi lâu để mở thêm một số chức năng nữa, đánh boss chẳng hạn. Rồi chạy nhiệm vụ một tí thì bây giờ heo lên được level 72 rồi ha. Bây giờ ở đây thì lên cấp rất là nhanh luôn, nhưng mà heo sẽ ngưng lên cấp lại để mà hướng dẫn anh em ha. Tiếp tục, đây là chúng ta có phúc lợi nè. Phúc lợi có bổ sung để... Đây đủ phòng, tiền đâu nạp, để nó đi. Mày đứng yên coi, phúc lợi nè. Điểm danh nè, rồi quà cấp, rồi tìm lại nè. Tìm lại bằng kim nguyên bảo đi chứ. Đó. Kim nguyên bảo thì chúng ta nạp thì sẽ có thêm nhiều đồ nữa ha. Đó, rồi ở đây... cấp lễ bao và level này nha. Đó. Và level chúng ta sẽ có kim nguyên bảo trong này nha anh em. Đó, kim nguyên bảo nữa kìa. Cắn là lên hồi nãy giờ một đống rồi thấy không anh em? Đó, cắn kim nguyên bảo nữa nè. Đó, kim nguyên bảo nữa nè. Đó, lên 1.900 rồi nãy lộn 19 triệu. Đấy 19 triệu. Tiếp tục nữa nè. Hả rồi, kim nguyên bảo đâu nữa rồi, hết rồi hả? Đó, lên nữa nè, 26 triệu. Đó, anh em cứ lên cấp, lên level vậy này nọ ha. Và nhận đồ thì sẽ lên được nha anh em. Rồi, đây trang bị đỏ chưa có. Ủa, nhận ngay chỗ đó mà nhận ngay ta. Cái này chút heo sẽ hướng dẫn anh em đi farm và lấy kim nguyên bảo không khóa nha. Còn đây là trang bị đỏ, lấy ở đâu vậy ta? À nạp hả?
Ok rồi đây gói quà 7 ngày vậy nè. Đây là nạp tích lũy rồi, hoạt động gộp server. Ok. Rồi ở đây quà 7 ngày này nha, quà 7 ngày thì vô cùng giá trị nha. Đây thần khí đỏ nè, đó lượm. Ngày thứ hai chúng ta sẽ nhận được mỹ nữ này nha. Đó, mỹ nữ về với anh nè, đó, tọ kỳ nè, lượm luôn nè. Đó, chút là chúng ta sẽ đổi lại, heo không thích cái tọ kỳ này ha. Rồi ngày đây là ngày thứ năm. Thứ năm thì chúng ta sẽ nhận được dấu chân ha. Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ đó, đi nè, thấy không? Ở dưới chân chúng ta sẽ có tuyết kìa, anh em nhìn nè, thấy không? Ý con này xấu nhưng mà nó có cái hộp dòng hào quang ở dưới ta. Nhưng mà về heo vẫn thích cái con này hơn ha. Con này cũng có kìa, à. Đó là do quan hàm. Để nó nhận nhiệm vụ đi đánh quan hàm nữa cái. Lên quan hàm ha. Trời ơi à. À, trong khi mà lên quan hàm thì chúng ta nhìn lại ha. Ở đây thì nó chưa có kim nguyên bảo không khóa nè. Rồi chưa có rất là nhiều thứ. Đó. Rồi đi nhập code cái đã. Đây có 26 triệu kim nguyên bảo khóa nha. Đó. Chiến sự ok. Rồi để đây đi, ở đây đi. Đừng có đi đâu hết á. Đậu. Rồi bây giờ nhập code nha. Anh em ra ngoài web nhập code nha anh em. Đây anh em đăng nhập vào tài khoản nha. Bấm vào cái phần chữ fit code nè. Rồi bây giờ em sẽ nhập code vào nha. Ở đây có đổi xu, có nạp tiền này nọ nè. Anh em có nạp ha. Đó bấm vào nạp nè. Còn đây là fit code. Ở đây là heo chọn server, heo đang server 6 nha. Đó. Thì đây server 7 là 11 giờ ngày 12 tháng 11 nè, open này nha. Đó. Ok, nhập code xong rồi nè, vô lấy hư nè nha. Đó, hư có một nùi đồ luôn. Đây, lãnh nè. Bảo rương tọ kỳ nè, đó. Đó, ngoại trang rồi nè nha. Rồi lãnh tiếp nè. Đó, mảnh bảo nạp, bảo hạp gì nè. Đó, bộ lãnh y đồ nữa nè. Đồ có con ngựa luôn, có vũ khí luôn, ngon lành luôn anh em. Wow. Quà code khá là ngon nha. Anh em nhớ làm theo hướng dẫn này nọ và tham gia event để mà lấy quà code nha. Con ngựa này xấu chút sẽ đổi sau. Đây, có bộ trang bị nè. Đó, bộ đồ nè. Y, hình như heo được y một set luôn anh em. Wow. Y một set luôn chứ còn gì nữa. Cánh cung và con ngựa luôn. Y, ngon lành. Nè. Vũ khí nè. Wow, ngon rồi. Cánh nè. Đó, con ngựa thì đang cưỡi rồi nha. Đó, ngon lành luôn. Ở đây còn hai đương gì vậy? Mảnh thần cấp hả? Ok, sẽ lãnh cái này quá. Rồi lãnh thêm cái khiên nữa quá. 114 mới xài, còn ngày 160 mấy hả? Ok, sửa lên hết. Yeah. À, đi đánh boss. Đó, bây giờ, đó nè, thấy chưa? Boss là có người ăn hết rồi anh em. Đây, có con này, có con vũ uy này nè. Chết bà, chứ cũng có người ăn rồi quá. Biết ngay mà. Ăn không kịp rồi, có người ăn rồi anh em. Trời ơi, má ơi, đánh nè, đánh ghê không? Né cho đánh luôn rồi, trời ơi. Ta đánh xong mà lợi bạn ơi. Ôi chắc qua con bên kia quá, con này ăn không được rồi. Con bên kia còn 33 giây, quả mai ra còn đam được đam đầu ha. Nhanh lên. Đó, server rất là nhộn nhịp nha. Boss nè, đó quá trời người đứng canh luôn nè, trời ơi à. Đánh boss là rớt kim nguyên bảo nên là anh em canh dữ lắm nè anh em. Đó, còn 12 giây, mà ơi à, xuống ngựa đi con, đứng đó làm gì đứng hoài vậy. Đó, còn 6 giây, lấy đam đầu cái nè. Đam đầu. Đó, ok, mà ơi à, rồi hụt rồi, kỳ này chắc là boss thuộc về người ta rồi. Em mãi là vợ người ta thôi, cưng ơi. Hơi buồn nhưng không sao. Đó, đồ rất là nhiều ha.
sử dụng lại bao rồi lên cấp nhanh rồi. Đó, boss sắp chết rồi. Rồi rồi rồi, ai sẽ là người lụm con boss đây? Chắc là không phải heo rồi, biết ngay mà. Server rất là đông vui luôn nha. Đó, vậy nên là anh em hãy tranh thủ ha. Tranh thủ và vào chơi nha anh em. Đó, cốt là coi như là có người canh me hết rồi anh em ơi. Góc nào ụ nào cũng có hết à. Ê ê, ụ này chưa có. Wow, ngon. Ây, hên hên nha, hên nha. Trời ơi, nguyên hụt boss rồi, ngon ngon. À, tưởng là không có con boss nào để test cho anh em luôn chứ. Ăn một con thôi, ăn đúng một con thôi là đi ra được rồi. Sử dụng nè, đó, quá trời đồ luôn. Game free rất là nhiều luôn. Nên là anh em hãy like share mạnh mạnh tay ha. Để mà ủng hộ kênh rồi mai chiều còn ra thêm nhiều con game nữa nha anh em. Nãy gì ạ? Bảo Châu sử dụng luôn chứ. Bọt khí thần bảo gì đây lượm hết. Ở ngoài kia không biết đánh xong con boss chưa nữa. Ráng ráng mở hết cái này cho nó lên tăng lực chiến. Cái này cho lên cũng không bao nhiêu đâu. Ra coi coi, 40 mấy rồi. Ok, chắc con boss này hụt về heo chắc rồi anh em ơi. Rồi mình cũng đỡ lo ha. Chứ chơi game mà cuối cùng là không có con game, không có ăn được con boss rồi, không có test được cho anh em thì cũng ai nấy lương tâm. Đó, 20-20, rồi ok, ngon lành. Boss này vừa chết thì sẽ có boss kia hiện lên nha anh em. Đó, rất là nhiều luôn, hiện tại thì có 3 con boss nè. Đó, chưa ai ăn xong hết à. Đó, cài boss là ngon lành luôn. Anh em nào mà treo máy, sáng đêm thì sáng ra là Kim Nguyên Bảo đầy nhóc luôn mà chơi. Đó, 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 heo không ăn gì nha, từ từ, đó, vô nè. Kim Nguyên Bảo không khóa nè, không có gì hết nè, đúng không? Đó, dứt một viên nè. Chưa dứt được, ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Đây, hai viên, sử dụng liền. Đó, đó, có Kim Nguyên Bảo không khóa liền ha. Rồi, anh em nào muốn chơi thì kéo xuống phần mô tả nha. Đó, bây giờ đi mua nè. Hoạt động lụm nè, lụm quà nạp luôn nè. Đó, đó, anh em cắn cái viên đó là được quà nạp nha anh em. Em nhắc lại nha, cắn cái viên đó là được quà nạp nha. Đó, quà nạp nè, mới ăn quà nạp nè. Đó, quà nạp nữa nè, lĩnh nè. Đó, đó, lĩnh là lãnh luôn bên này nè nha. Đó, ngon chưa, ngon chưa. Quà nạp luôn nha. Đó, 40 kim nguyên bảo là cái giống gì. Nạp đầu đó, thấy chưa, thấy chưa. Ăn luôn quà nạp đầu nè, đó. Ngon không, quá trời ngon đúng không. Đó, ăn cái viên đó là lãnh luôn quà nạp nha anh em. Ngày mà anh em xuyên xuyên thì full quà nạp là chuyện bình thường nha. Đó, quà nạp nữa nè. Đó, đó. Ngon lành không, ngon lành không. Đó. Ủa đâu rồi, đâu rồi. Chưa đạt, hình như mấy cái móc này chưa đạt. Ok, ăn thêm thì sẽ được ha. Rồi, phúc lợi, lễ bao, hộp quà. Ok, rồi. Rồi, vậy thôi, sơ lược về server ha. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. À, quên nhắc lại thông tin server nha. Server là Free EOS vĩnh viễn nha anh em. Và Việt hóa Phi VIP 15 ha. Và open server vào lúc 11 giờ ngày 12 tháng 11 nha. Đó, và code trị giá là 33.500.000 này nha. Đó, vô thì chúng ta sẽ được là 6.666.666 kim nguyên bảo nha. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.